vọng là sẽ đi xe thẳng. Tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyện thể thao tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyện này vào 15 giờ ngày hôm nay.